Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả 7 năm thực hiện nghị quyết 18/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện các quy định và kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, từ năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, thành phố Cần Thơ đã thực hiện giảm 19 biên chế công chức, tương ứng giảm 1,02% so với biên chế giao năm 2021, đạt hơn 20% kế hoạch tinh giản biên chế của giai đoạn 2022-2026. Đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ năm 2022 đến năm 2024, thực hiện giảm 1.694 người, tương ứng tỷ lệ 8,17%, đạt 81,7%. Về thực hiện tinh giản biên chế từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, đã thực hiện tinh giản biên chế 3 công chức và 26 viên chức. Lũy tích giai đoạn 2022 đến tháng 9 năm 2024 đã thực hiện tinh giản với 9 công chức và 118 viên chức.